đây là chồng của Nhi. Lộn, đây mới là chồng của Nhi. Các bạn nghĩ là Nhi với lại chồng có hay cãi nhau không? Có. Và cái lý do thường xuyên khiến cho mình và chồng cãi nhau đó là chồng mình không có chịu cãi nhau với mình. Các bạn đừng có hiểu nhầm, không cãi nhau không phải là ổng nhường nhịn hay là yêu thương đâu, mà Nhi cảm thấy một cái thái độ nó rất là khinh khỉnh khi mà Nhi tuyên chiến, kiểu giống như kẻ địch coi mấy bạn không phải là đối thủ của mình luôn á. Hồi xưa lúc mà mới quen chồng, Nhi thực sự rất là thích cái nét điềm đạm, ít nói và trưởng thành của ổng, nhưng mà quen lâu rồi lại rất là ghét. Đứa thì nói rất nhiều, nói cả ngày, đứa thì ngồi im nghe, lâu lâu thì cười hưởng ứng mà có khi còn quên cười, mình phải nhắc là mới nhớ ra cười nữa. Có mấy khúc mình kể chuyện xong cái ổng cười, cái mình hỏi lại là cười cái gì, ổng sượng thôi, ổng không biết là cười cái gì. Ổng y chang là học sinh mà bị hỏng kiến thức môn hóa mà vô học trong lớp chuyên hóa vậy á, không hiểu gì hết trơn. Ổng rất là thích cái câu chuyện mà ngày đầu hai đứa quen nhau, có thể là tối nào Nhi đi ngủ Nhi cũng kể cho ổng nghe câu chuyện đó, xong ổng hỏi là sao nữa, mình kể tiếp, xong ổng cười, xong ổng hỏi mình là sao nữa, nhạt giá mê luôn. Hồi xưa có một câu chuyện, mới quen nhau thì ổng chở mình đi Vũng Tàu để hít gió biển. Xịn ba, đó giờ có quen thằng nào đi ô tô đâu, người yêu cũ là đi xe máy thôi, không có che mưa che nắng được, nhưng mà nó che được nhiều thứ khác lắm. Hệ tiêu hóa của mình nó rất là tốt, nên là khi mà ăn xong nó có những cái tiếng kêu rất là phấn khích, tút, thì đó. Ví dụ đi xe máy thì câu chuyện nó rất là bình thường, mình có thể kêu cái tút hòa cùng trong tiếng xe, còn cái mùi hương đó cũng chẳng ai phát hiện ra. Cái bữa đó mình đi với ổng lái xe dọc trên đường bờ biển á, cái mình mắc quá rồi mình mới bắt đầu phân tích trong đầu, bây giờ mà hơi lắm thì nó sẽ không kêu cái tuốt, nhưng mà nó vẫn sẽ phát ra mùi hương. Cái mình mới nói với ổng là anh ơi kéo cửa kính xuống một chút được không, tại em muốn hít mùi gió biển á. Trời, ổng vừa kéo xuống một cái là mình cảm giác sống rồi sống rồi, mình phải nín khí dữ lắm á, tại mình sợ nó kêu cái tuốt. Bây giờ xử lý được phần tiếng là ngon rồi. Qua tới phần mùi, đang ngồi thở phào nhẹ nhõm, cái ổng bịt mũi nhăn mặt, kéo cửa kính lên đi em ơi, gió ngoài hôi quá. Cái mình cũng giả bộ lấy tay bịt mũi nhau ạ, mùi gì hôi quá. Trời ơi hôi quá, hình như cái khu này người ta hay đánh cá anh. Để tới chiều là nó có mùi. Cái sau mình nhẹ nhàng đóng cửa kính lên lại. Mãi đến sau này khi mà cưới nhau về thì Nhi mới kể cho ông cái mùi gió biển năm đó. Giờ mê lắm, không cần đi biển cũng có mùi gió biển hết ngay tại nhà. Và chồng mình là một người nhạt nhẽo nhất trong cuộc sống của mình. Mọi người hỏi Nhi là tại sao không bao giờ công khai mặt của anh. Tại vì anh xấu, vừa xấu vừa nhạt. Yeah, đó chính xác là những gì mà anh sở hữu. Nhưng mà bằng một cách thần kỳ nào đó mình rất là mê cái nét dị nhân này. Và anh cũng không có giỏi một cái gì nhất, nhưng mà đối với mình anh luôn là người giỏi nhất. Bởi vì người ta nói người sở hữu trái tim lương thiện là người mạnh nhất. Đúng vậy, ở bên anh mình luôn cảm thấy trái đất này nó ngập tràn một cái màu hồng của sự lương thiện.